Hello, chào mừng toàn thể anh chị em bà con, cô bác đã quay trở lại với DG Apple TV. Trước mặt anh chị em bà con là cây 12 Pro Max. Thì cách đây con này mình lên video cách đây tầm chục ngày rồi. Cái con này hôm trước mình bán là 6.500.000 nhá. Con này 12 Pro Max thì vỏ nó tương đối là đẹp này nhá. Mất mỗi phê thôi. Con này mất mỗi phê đi thôi. Còn nó cam kiết là rất là nét nhá. Đây, cam nét này. Đấy. Mà bạn này bạn chốt của mình chục ngày nay rồi. Xong đến khi bạn ấy không lấy nữa đấy, bạn ấy gửi vào trong đấy nhưng mà người ship người ta gọi bạn ấy không lấy thì mất đi mất lại chục ngày rồi, mà tiền lưu kho, tiền bảo hiểm hàng nữa mất bố 150.000 rồi. Thế nên là các bạn mua hàng bên mình thì các bạn cọc 200.000 nhá. Các bạn đừng nghĩ là 200.000 nên là to, bởi vì sao, mình mất đi mất lại 10 ngày rồi thì không may, thứ nhất là không may nó sụt giá hay sao, đúng không? Thì thứ hai nữa, tiền bảo hiểm, tiền hoàng hoàn nữa thì cũng vào đấy nó cũng hết. Thế nên là tất cả các bạn mua hàng nhà mình thì bạn nào mua thì cọc 200.000 một con anh chị em nhá. Đấy, 200.000 đấy thì nó không phải là to đâu. Nhiều khi hàng của mình hàng giá trị cao mà, toàn 6 7 8 9 10 triệu, mà bây giờ ví dụ mà các bạn không lấy về nó ủ tầm 10 ngày là máy nó giảm giá trị của mình đi thì ai chịu cho mình, đúng không? Thì con này hôm trước mình bán 6.500.000 và bây giờ mình lại bán 6.500.000 tiếp. 12 Pro Max quốc tế, mất fake ID. Pin mới, màn linh kiện loại đẹp nhá, anh chị em nhìn xem màn rất là sáng, rất là đẹp. Mượt luôn. 6.500.000 thôi, 12 Pro Max quốc tế nhá, sim siếc lắp ok, reset thoải mái. Và các bạn lưu ý một điều là nhà mình không bao giờ bán máy iCloud ẩn nhá. Nên là các bạn đừng hỏi là máy iCloud ẩn hay máy lock hay máy gì. Nhà mình không bao giờ bán máy lock nhá, không bao giờ bán máy lock. Máy lock thì mình bảo là lock, mà ẩn thì mình sẽ báo là ẩn, chứ mình không bao giờ bán ẩn anh chị em nhá. Ok. Thì tiếp theo đó là con iPhone 12 thường quốc tế. Ui giời ơi, sao con này vỏ đẹp thế này. Ôi ôi, vỏ zin thế này anh em ơi. Máy zin vãi cái zin ra này. Đẹp, keng luôn. Mà lại zin luôn. Nhá, 128GB. Này, 128GB máy zin đét mà đẹp keng 99 luôn này. Con này mình bán là 128GB nhá. Mình bán 5.500.000. Với một con 12 thường bình thường như bây giờ mà đẹp như thế này nhá anh chị em nhá, mà đẹp keng này mà zin đét như bây giờ nhá. Tầm 8 triệu anh chị em mới mua được mà phiên bản 128GB như thế này. Anh chị em nhá. Con này mực một tí thôi. Mà mình bán chỉ có 5.500.000 thì nó sẽ tiết kiệm cho anh chị em bà con là 2.500.000 thôi nhá. Con này anh chị em có để chế độ tối luôn này, uy tín luôn này, chế độ tối luôn này, uy tín nhá. 5.500.000 12 thường mực một tí bên trên nhá, 5.500.000 thôi đấy. Còn đâu là 64GB này, 64GB này, màn thay này. Con này hết pin, chứ con này vỏ đẹp lắm anh em ạ, này vỏ tương đối đẹp này, chỉ có 5.200.000 thôi màn thay nhá. Ví dụ một con màn thay, mình cho anh chị em bà con xem một con màn thay nhá. Đây này, 12 thường quốc tế, full chức năng, main zin, màn thay này, pin này. Ui, pin này còn 100 nữa này. Vỏ đẹp, vỏ đẹp. Con này pin 100 thì mình phải bán cho anh chị em bảo con là 5.400.000 nhá, vì mình phải thay pin mới mà. 12 thường quốc tế, full chức năng, main zin, màn thay. Cái màn thay này thì anh chị em yên tâm một điều, nó rất là đẹp nhá, sáng luôn này. Ảnh yếc đẹp luôn này. Đấy, 5.400.000 này nhá. Xem còn 12, đây 12 zin này. Nếu mà anh chị em nào có nhu cầu mua 12 zin này, các bạn này bảo bố rủ mình bán mỗi 12 màn lô màn thay, các bạn sai lầm nhá, màn zin mình bán nhá, máy zin đẹp luôn này, zin đẹp này anh em này, 6.900.000, 6.900.000 nhá. Đây này, zin đẹp quốc tế full chức năng này, 12 thường này, cho anh chị em xem thông tin luôn. Con này là máy Hàn nhá, máy Hàn vỏ đẹp, 6.900.000 đồng, 12 thường quốc tế zin nhá. Đấy, anh chị em đang có nhu cầu mua 12 thường quốc tế zin thì inbox mình nhá, liên hệ với mình. Hết 12 thường chưa nhỉ? Đã hết 12 thường. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ có 12 Pro. Trước mặt anh chị em bà con là con iPhone 12 Pro quốc tế full chức năng nhé. Máy không lỗi lầm gì. Main zin, màn thay anh chị em nhé. Màn thay, pin 100%. Con này để cho anh chị em bà con là 6.800.000 đồng nhé. 6.800.000 đồng. Còn đâu anh chị em thích máy zin nhá, 12 Pro zin thì mình cũng có nhá, 12 Pro zin là 9 triệu cơ. Con này chỉ có 6.800.000 thôi thì sẽ tiết kiệm cho anh chị em bà con là 2.200.000. Mà cũng full chức năng, mà cũng là 12 Pro, nó khác gì nhau đâu. Chẳng lỗi làm gì cả anh chị em nhá. Rất là ngon luôn. 6.800.000 thôi. Ok. Tiếp theo chương trình là con 12 Pro đúng không? Đây tiếp con 12 Pro gì hả đây này. Bây giờ rồi, con này nó mực một tí góc dưới này. Thì con này để cho anh chị em bảo con 7.500.000 thôi, nhưng mà nó mực một tí là chết hết pin, xin lỗi anh em. Mình chưa kịp sạc. Bạn nào muốn xem con này 7.500.000 thì máy zin tắt thì mực một tí tí chấm kim ở dưới thôi. Thì con này 7.500.000 thôi, anh chị em cần xem thì inbox cho mình inbox riêng nhá. Hết pin mình quên chưa sạc. Con gì đây? 12 Pro gì đây?
12 Pro. Đây, xin lỗi nha. Đây, một tí đây. 7 triệu rưỡi, con này quá ngon rồi này. Men zin, màn zin, full chức năng, mực một tí này. Ui giời, con này dán cùng lực full màn lên thì không nhìn thấy gì. 7 triệu rưỡi, chứ tiết kiệm cho anh chị em là 1 triệu rưỡi so với bình thường. Đấy, một tí này anh chị em để ý làm gì, đúng không? Không bao giờ lan, bảo hành cho bà con 3 tháng không lan luôn. Nha, đây, 7 triệu rưỡi. Tiếp theo chương trình là con gì đây? Này nắm hàng chất lắm anh em ạ. 14 Pro Max quốc tế full chức năng benzin màn OLED nhá, cam kiếc là nét luôn. Này, cam nét luôn này, X1, X2, X3 không phải là ui nét lắm anh em ạ. Cái màn này thì miễn chê. Bản Mỹ, con này để cho anh chị em bảo con 13.800. 14 Pro Max quốc tế full chức năng benzin màn OLED. Màn này thậm chí còn đẹp hơn màn GX anh chị em nhá. 13.800. Bản Mỹ 14 Pro Max. iPhone 11 thường quốc tế nhá, con này nó là benzin này. Con này nó là màn zin này. Nhớ là benzin màn zin này. Con này nó là pin mới này. Đấy, 11 thường quốc tế benzin màn zin pin mới này. Vỏ xước này. Kính xước này. Nhớ kính xước này anh chị em nhìn kính xước chưa? 4 triệu 3 thôi. Anh chị em nào thích ép kính thì thêm 300 nữa mình ép kính cho. Mà con này chỉ 4 triệu 3 là màn zin benzin thì anh chị em dãi gì không mua đúng không? Màn zin, benzin. Cam lại nét. Đấy, 4 triệu 300 nghìn đồng. Quá rẻ. Còn 11 thường zin đây. 11 thường zin của nó vẫn là 5 triệu rưỡi nhá. Zin áp này. 11 thường zin quốc tế nguyên zin nguyên bản nguyên áp 5 triệu rưỡi một thường zin nhá. XR zin 4 triệu 2 này. Nguyên zin nguyên bản nguyên áp này, 4 triệu 2 đẹp keng 99 này. 4 triệu 2 XR này. Đấy. Hôm nay chúng ta sẽ có hai con XS này. Trước mặt anh chị em bà con là hai con XS quốc tế full chức năng bên zin bản thay 3 triệu 200 nghìn đồng. XS quốc tế full chức năng bên zin màn thay 64GB bản Hàn. Đẹp chưa anh em? Đẹp chưa anh em? Chỉ có 3 triệu 200 nghìn đồng thôi. 3 triệu 2. 11 Pro Max quốc tế full chức năng main zin màn thay 64GB nhá. Màu vàng 5 triệu 2. Màn thay anh chị em nhá. 11 Pro Max quốc tế pin 84 256GB main zin màn thay 6 triệu 2 nhá. Với cái giá bình thường là 10 Pro Max 64GB mà màn zin bây giờ là tầm 7 triệu rưỡi 7 triệu 7, 256GB thì phải tầm 9 triệu, thì con này anh chị em mua chỉ có 6 triệu 2 thôi, tiết kiệm cho anh chị em gần 3 triệu. Màn thay nhá, nó không khác gì màn zin đâu, nó đẹp lắm anh em ạ. Đấy, để anh chị em mà mua về gọi là chơi thì cũng biết bàn thôi, ba mắt sang xịn mịn. Đây này, XS Max quốc tế full chức năng, à đâu xin lỗi anh em lần nữa nhá. XS Max quốc tế mất fake ID, main zin, màn thay, màn mới luôn này. Mới tinh luôn này. 3 triệu rưỡi thôi. Mất fake ID, máy quốc tế nhá. Máy là máy quốc tế mình bảo rồi đấy, anh chị em có hỏi là máy gì, máy lốc hay quốc tế thì máy quốc tế nhá. Đây cam kết nó ok. Để cho anh chị em bà con 3 triệu rưỡi thôi. Đấy, máy rẻ đấy hết rồi, chúng ta sẽ đến máy chất nhá. Máy chất thì chúng ta sẽ có 14 Pro. Con này thì full chức năng này, 14 Pro quốc tế này, full chức năng main zin màn OLED ấy. Không báo màn đâu anh chị em nhá. Pin chính hãng này. Cam chú đẹp chính hãng này. Hệ thống mặt sau chính hãng này. Con này báo lắm, dã man thật. Này, đẹp chưa anh em? Cam đẹp luôn, con này không khác gì zin đâu. Con này để cho anh chị em bà con 12.400. 14 Pro quốc tế full chức năng main zin màn thay 12.400. Còn con này đẹp hơn và nó cũng không báo gì nhá. 12.800. Màn thay nhá, 12.800. Còn đâu nếu anh chị em có điều kiện chơi hàng zin đi. Đây, con 14 Pro 256 này. 16.800 thôi nhá. Con này lại còn được 256GB mà lại còn nguyên zin nguyên bản nguyên áp nhá, chưa động ốc luôn. Máy đặt được sim vật lý luôn này. 16.800. Con này đấy, 16.800 con này quá ngon luôn này. Con này ngon này, bởi vì trước mà bản 256GB mình bán 17.500 cơ nhá. Còn sót một con mình bán nốt, mình thanh lý nốt đấy nhá. Em 14 Pro mà 128 nguyên zin và nguyên áp này. Con này mình vẫn bán bao nhiêu? Vẫn bán 16.500 cơ. Màu vàng đẹp không anh em? 14 Pro quốc tế zin, nguyên bản, nguyên áp, chưa đụng ốc nhá, chưa đụng ốc vào tua vít này nhá, chưa đụng ốc đây luôn nhá. 16.500. 12 Pro Max quốc tế nguyên zin, nguyên bản, full chức năng. Con này mình vừa mua của một bạn đánh tài xỉu, bạn ấy thua, bạn ấy bán, đẹp keng. Con này là 11.500. Mình khuyên các bạn nhá, không bao giờ và đừng bao giờ dây dưa vào cờ bạc anh chị em nhá. Có thể hôm nay các bạn ăn được một ít, nhưng mà mai thì các bạn sẽ hết. Nên các bạn tránh xa món tài xỉu đi, không bao giờ ăn được nó đâu. 11.500 thôi.
13 Pro Max con này mới chất này. Ui giời ơi. Đã dán ni lông này. Ui giời, con này đẹp keng 99% luôn. Không một vết xước. 13 Pro Max quốc tế này. Không một vết xước, con này máy quá chất luôn. Quá chất luôn này. Không kiếm được con nào chất thứ hai này. Ui giời. Quá ngon, 14.500.000 thôi. 13 Pro Max quốc tế nguyên zin nguyên bản nguyên áp. 13 Pro quốc tế 256GB anh chị em nhá, thông báo mấy anh chị em là pin 100. Vỏ đẹp keng 12.600.000 đồng. 13 Pro quốc tế 256GB anh chị em nhá. Anh chị em phải hiểu là nó là phiên bản 256GB chứ không phải là 128GB nhá. 128GB chỉ có 12 triệu, 11 triệu 8 thôi. Còn này 256GB này. 12 Pro Max quốc tế này. Con này hàng hơi phẩy này, nó không phải phẩy lắm đâu, con này chỉ để cho chị em ba con là 10 triệu 8 thôi. Main zin, cam kết anh chị em là main zin, màn zin full chức năng. 12 Pro Max quốc tế này. Nguyên zin. 10 triệu 8 thôi, sao rẻ thế nhỉ? Đến với 12 mini thì hôm nay chúng ta sẽ có 12 mini zin này, 12 mini zin này, pin 87 này, 64GB này, 4.600.000 đồng thôi. Máy zin đấy nhá, máy nguyên zin đấy, 4.600.000 thôi. 12 mini thì nếu mà giá 4.600.000 thì anh chị em mua XS mà làm gì nữa? 12 mini mà dùng chứ mua XS làm gì nữa? 12 mini nó hơn XS tầm bao nhiêu đời? Tầm 3 4 đời liền. Đấy, chỉ có 4.600.000. Có được bạn nào thích ghi cao hơn 128GB đây nó là 5.200.000 nhá, 5.200.000 pin 74 thôi. Máy nguyên zin nguyên bản nguyên áp full chức năng. 128GB 5.200.000. Còn đâu là màn thay đây. 12 mini màn thay 128GB pin 99 này này. Màn thay đẹp lắm anh ạ, màn thay này đẹp dã man luôn. 12 mini 128GB pin linh kiện Apple chính hãng nhé, pin 99 luôn. Con này pin Apple luôn chứ không phải pin mình thay đâu. Pin 99%. Chỉ có 3.900.000 thôi, 3.900.000 thôi. Đấy. Mua con này sẽ tiết kiệm cho anh chị em và con là 1.300.000. Đấy, 3.900.000 đây này. 11 Pro quốc tế zin anh em ơi. Zin 6.500.000. Zin đẹp full màu trắng. Đẹp keng. 6.500.000. 13 Pro 26GB này, còn con nữa này. 12.600.000 thôi. Đây, 26. 13 mini và cuối cùng là 13 mini ế này. Thì hôm trước bọn 13 mini này thì nó thật sự anh chị em ạ, mình bán toàn 7.500.000 thôi. 7.500.000 thôi. Ui sao được pin 99 này. Ui giời ơi, à 128. Nhá, còn hai con thanh nốt 7.200.000 một cây. Nhá, nó phải phải một tí, phải phải tí thôi. Nó không xấu đâu. Nó phải phải nhẹ nhẹ thôi. 7.200.000 thôi. Bán 300 lỗ 300 một con. X giờ độ đây, màu hồng này, hồng rực. X giờ độ này, 4.300.000. 11 độ, úi dồi ôi, 16 titan này. Đẹp không em. Con này đẹp dã man luôn, chỉ có 5.900.000. Pin 100%. Zin tất nhá, độ mỗi vỏ thôi. Mình thấy vỏ nó đẹp quá, mình độ. Cái con này thì hôm trước mình bán mực 9.800.000, 14 Pro này. Mực trên góc này này. Hôm trước bán cho một bạn ở đâu, bạn không lấy này. Cay thật đấy, bùng hàng của mình. Sĩ đi sĩ lại cả tuần rồi. Bạn này cần xem con mực này thì Bắc Bình nhá, tí mình gửi ảnh cho, con này đang hết pin. Đấy. Ok, tạm thời thế thôi. Cảm ơn anh chị em và cảm ơn bà con đã theo dõi. Cảm ơn rất nhiều.